Tân Châu Vlog xin chào các bạn. Hôm nay công ty chúng tôi cần tuyển 100 công nhân nam nữ, độ tuổi từ 18 đến 45, làm việc tại Tân Nguyên gần cây xăng Hương Lợi nha các bạn nha. Công việc của mình hỗ trợ các công đoạn sản xuất gỗ, nội thất như bàn tủ bàn ghế nha các bạn nha. Lương 8 tiếng 220.000 một ngày, tăng ca 33.000 một tiếng. Công ty bao cơm nha các bạn nha, công ty sẽ bao cơm cho các bạn và cơm tăng ca luôn nha. Hồ sơ chỉ cần chứng minh nhân dân và hoặc căn cước công dân là nhận việc ngay nha các bạn nha. Điều kiện người xin việc phải tiêm ít nhất một mũi nha các bạn nha, phải có giấy test nhanh nha, giấy test nhanh Covid-19 nha các bạn nha. Phải ở ba tại chỗ ở lại trong công ty nha, công ty sẽ lo hết cho các bạn, lo hết cho các bạn nha. Mọi các bạn hãy nhấc máy gọi cho Châu nha.